Vâng, thưa các đồng chí tham dự hội nghị, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 của chúng ta bắt đầu họp hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết về các nội dung cơ bản. Tôi xin nêu lên 6 nội dung. Một là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Vấn đề thứ hai là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ba là tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 4 là đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. 5 đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. 6 là báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.